Hãng lữ hành của anh Thomas Cook cho biết nhiều khách hàng đã hoãn kế hoạch đi nghỉ tại châu Âu do e ngại những điểm đến phổ biến như Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây ít an toàn hơn. Thomas Cook cho biết lượng booking cho dịp hè sắp tới đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước do khách lên kế hoạch đi nghỉ trễ hơn. Cổ phiếu của công ty lữ hành lớn thứ hai châu Âu đã giảm 7% xuống mức thấp nhất kể từ 3 năm qua vào ngày hôm qua sau khi xảy ra hàng loạt vụ nổ tại Brussels. Thomas Cook cho biết giá tour du lịch trọn gói đi từ Anh năm nay tăng 4% nhưng xuất hiện xu hướng khách hoãn lịch tour vào mùa cao điểm do lo ngại những vụ khủng bố tại các điểm du lịch. Thật khó để Thomas Cook đoán biết được việc kinh doanh của họ sẽ ra sao vì khách hàng rất muốn đi nghỉ, nhưng những biến cố trên thị trường châu Âu và Mỹ lại khiến họ lo ngại, dẫn đến các hãng phải cắt giảm giá bán để hút khách. Điều này khiến việc kinh doanh của các công ty lữ hành như Thomas Cook trở nên khó khăn hơn. Vụ tấn công khách du lịch hồi tháng Giêng ở Istanbul đã khiến cho số lượng khách đến Thổ Nhĩ Kỳ giảm sâu. Trước đó, các cuộc tấn công tại Paris, Ai Cập và Tunisia đã làm cho du khách phải cảnh giác khi đến những điểm du lịch nổi tiếng. Thomas Cook cho biết, năm nay có nhiều khách chọn du lịch đến Tây Ban Nha, Canary, Mỹ và Cuba, nhưng ít người đến Thổ Nhĩ Kỳ hơn.